rồi đan vào ngón tay, rồi túm này, rồi thoải mái nhá, chạm mông vào tường, rồi thấy bảo gốc sốt mở vai, đang hít thở nào, hít vào, thở ra thoải mái này, thở thoải mái này, thở ra, thật thoải mái, thở ra, cứ thế thoải mái là được, thở cứ dính được, thở cứ lấy vô dễ chịu, thở cứ thoải mái, thở thật càng thoải mái hơn thôi, càng thế mình dễ chịu tục tục, đúng rồi, cứ thoải mái đó, đừng có nín thở đi cả, thật thoải mái, rồi, hơi giật gì, lúc này nói là có người túm tay nhé, thoải mái, không phải lo lắng điều gì cả. Tôi được học như nào tôi dạy là như thế, yên tâm, trông hơi tàn bạo một tí thôi nhưng mà dễ chịu, không có đồ nghề gì thế, không có đồ nghề gì cả. Đấy, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, thật tuyệt vời. Thôi không chụp, không cần chụp nữa cả, không cần quay nữa. Ôi, thằng ấy đang quay, thầy ơi. Không có nghĩ gì xong chứ. Ok. Hít mở vai này, hít này, hít bị chỉ hít này. Ôi thầy cho nghĩ mình thoát đúng không? Thằng kia thả lỏng đầu ra. Thoải mái tận hưởng đấy. Lỏng khớp vai là có người giữ tay rồi, không phải lo bàn tay tuột. Có người giữ tay rồi, giữ một lực nhỏ cũng không thể tuột được tay. Thả lỏng cả cánh tay vai. Đúng không? Cảm giác nào? Giãn cơ vú. Giãn vú à?